Sở dĩ cây tuyết sơn phi hồng được yêu thích rất là nhiều như vậy là bởi vì cây có màu sắc cực kỳ đẹp mắt luôn nha các anh chị. Hoa thì có màu tím hồng nè, còn lá thì có màu xanh phủ màu trắng bạc nè, nhìn rất là xinh xắn. Cây tuyết sơn phi hồng này rất là dễ trồng thôi các anh chị, có thể thích nghi ở điều kiện khí hậu khác nhau. Cây thì có khả năng chịu hạn cao. Ngoài ra cây này thì thích hợp ở những nơi có ánh nắng cao và ánh sáng tốt, cho nên mình trồng ở ban công hoặc là trồng trước sân nhà của mình thì rất là thích hợp nha các anh chị. Cây thì ít sâu bệnh và sức đề kháng rất là cao vì đã được bên nhà vườn Khánh Võ chăm sóc rất là kỹ rồi, cho nên là các anh chị hoàn toàn yên tâm nha.